Thưa quý vị, trao đổi với báo Thanh niên vào ngày 14 tháng 5 năm 2023, một lãnh đạo của Cục Phát thanh Truyền hình, Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đợt kiểm tra dự kiến diễn ra trong nửa cuối tháng 5. Tuy nhiên, những nội dung cụ thể về kế hoạch kiểm tra TikTok cũng như quá trình kiểm tra sẽ không được công bố công khai. Theo báo cáo về hoạt động chất vấn liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Quốc hội, cơ quan này cho biết kế hoạch kiểm tra toàn diện sẽ diễn ra trong tháng 5 tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ TikTok Việt Nam đóng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp quản lý thuật toán của mạng xã hội xuyên biên giới, đặc biệt là TikTok, từ đó đề xuất giải pháp triển khai tại Việt Nam như siết chặt quản lý, yêu cầu cung cấp các thuật toán gợi ý nội dung cho chính phủ để giám sát việc thu thập dữ liệu, chống gây nghiện, điều hướng thông tin đến người dùng. Thông tin tại buổi họp báo ngày 5 tháng 5, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử cho hay, được kiểm tra tại TikTok bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 đến hết tháng 5. Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi công văn cho các bộ ngành có liên quan như Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính để cử người tham gia đoàn công tác. Danh sách thành viên của đoàn kiểm tra đã tập hợp gần đầy đủ. Trước đó trong tháng 4, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã công bố 6 sai phạm của TikTok tại Việt Nam, cụ thể gồm không có các biện pháp kiểm soát hiệu quả những nội dung vi phạm liên quan đến chính trị, chống phá đảng, nhà nước, tin giả, nội dung nhảm nhí, độc hại, thậm chí gây nguy hiểm với trẻ em. Việc sử dụng thuật toán phân phối nội dung tự động để tạo xu hướng, tức là trend, nhằm phát tán những nội dung giật tích, câu view, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và giới trẻ. Không có biện pháp kiểm soát hiệu quả để ngăn chặn hoạt động kinh doanh, buôn bán, quảng cáo hàng giả, hàng nhái, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Không quản lý hoạt động của các idol, tức thần tượng, tiktok, nên để nhiều idol có xu hướng sản xuất những nội dung nhảm nhí thiếu văn hóa, không có biện pháp kiểm soát hiệu quả các nội dung vi phạm bản quyền, không có biện pháp quản lý để người dùng tự ý sử dụng hình ảnh riêng tư cá nhân của người khác để tung tin giả hoặc bôi nhọ xúc phạm người khác. Trước những sai phạm này, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho người sử dụng trong nước, thuật toán phân phối đề xuất nội dung cho người dùng việc chấp hành các quy định về quảng cáo việc quản lý người nổi tiếng người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên tiktok hay còn gọi là idol tiktok việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em phòng chống tệ nạn xã hội trên không gian mạng tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thực hiện nghĩa vụ thuế ngoài ra bộ thông tin và truyền thông cũng sẽ có những đánh giá tác động của tiktok đối với thanh thiếu niên Mặc dù Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ rõ những sai phạm, song thời gian gần đây trên TikTok vẫn xuất hiện những trò lưu phản cảm. Mới đây nhất cuối tháng 4, trò lưu chú bé lót chót trở thành xu hướng nổi bật trong giới trẻ. Đoàn nhạc chế lời từ bài thơ lượm của nhà thơ tố hữu có những ca từ không phù hợp. Đáng chú ý, đoàn nhạc chế này lồng ghép với những hình ảnh hở hang, khoe da thịt phản cảm. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh youtube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón xem.